Rồi, xin chào tất cả các em sinh lớp 7. Như vậy thì trong cái đề hôm trước thầy ra cho các em là một cái đề trong năm 2019 này, thầy ra một đề rồi đúng không nào? Toàn bộ là tự luận ha. Thì cái đề hôm nay thầy sẽ có là cái phần trách nhiệm. Trách nhiệm em ạ. Trách nhiệm bao gồm có 12 câu. Đó nè. Và 93 điểm. Được chưa? Đây. Thì thầy cũng sẽ làm hai clip. Clip thứ nhất là thầy sẽ giải cho các em ở phần trách nhiệm. Đồng thời thầy sẽ hướng dẫn ở trong phần tự luận. Rồi cái ngày mai thầy sẽ up cho video các em cái video tự luận cho em xem. Nói chung là thời gian nó cũng khá là thoải mái nha, chứ không chẳng có gì nôn nóng. Tại vì năm nay thầy quay khá sớm ha, để chúng ta xem. Chứ còn bản thân trong kênh của thầy thì năm ngoái thầy đã quay cho em 2 đến 3 đề trong đó rồi. Nên chúng ta sẽ vào đó chúng ta xem nha. Đây. Thời gian làm bài phần trắc nghiệm là 15 phút và 93 điểm nha. Thấy chưa nào? Đây, thầy sẽ quay tổng quan một lần để chúng ta xem. Các em nên làm trước nha các em nha. Đây, các em bấm dừng lại, sau đó các em tự các em làm. Rồi chúng ta sẽ chọn giùm thầy cái đáp án sẵn đây. Sau đó làm xong hết tất cả các câu rồi mới bật video thầy lên xem được xem thử là thầy giải như thế nào, đáp án nó có đúng của mình hay không. Khi chúng ta học như vậy thì nó không hiệu quả. Chứ các em mà học mà chúng ta xem từ A tới Z và toàn bộ là chép bài của thầy thì nó không hiệu quả các em ạ. Nha. Các em hiểu ý thầy nói đúng không nào? Nó cũng tương đối dễ thôi chứ cũng chẳng có gì phức tạp. Nhưng mà ở đây á, khi chúng ta biết á, thì nó dễ, mà không biết thì nó lại khó. Nó kiểu thế em. Lên chương trình lớp 8 thì em yên tâm. Thầy dạy thì các em tới 4 môn rồi. Toán, lý, hóa, sinh. Nên các em mà các bạn mà sướng nhất. Chứ như mấy anh chị giờ năm lớp 9 đâu có lý em. Chị 6, 7, 8 thầy quay năm nay thôi. Thấy chưa nào? Đó, toàn bộ là 12 câu đó. Còn ở phần tự luận này, thầy cũng quay luôn cho các em xem này. Cho các em làm luôn nhá. Tròn vẹn cái đề luôn. Thấy chưa? Từ luận này chủ yếu là toán hình nha, 3,5 này. Toán đại thì thầy thấy đa số ở năm học lớp 7 học kỳ 2 này thì dễ. Chứ toán hình nó hơi khó một tí nha. Ta cố gắng. Rồi bây giờ chúng ta quay lại phần trắc nghiệm để thầy sẽ hướng dẫn em nha. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần trắc nghiệm. Ta đi sang câu 1. Phần nào cần giải thích thầy sẽ làm ở trên giấy riêng của thầy đây nha. Còn cái nào dễ thầy sẽ chọn trực tiếp trong giấy luôn. Được chưa nào? Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức đây nha. Như vậy để mà đơn thức đồng dạng á thì các em nhớ giùm thầy cái phần biến này, chú ý giùm thầy phần biến. Trong các câu này cái phần biến nào mà giống với cái phần biến của cái đơn thức người ta cho này thì nó sẽ là đồng dạng. Còn cái phần hệ số nó thay đổi kệ đó. Các em hiểu nào? Như vậy thì đây là nhớ là x y mũ 2 nha. Đây x mũ 2 y. Có một số bạn comment hỏi thầy x mũ 2 y với là x y mũ 2 2 này có đồng dạng không? Không. Tại vì x ở đây mũ 2 mà đây mũ 1, đây y mũ 1 và đây y mũ 2 thì đâu có đồng dạng. Sai. Các em hiểu nào? X y đây mũ 1, đây mũ 1 cũng sai. X y mũ 2 các vị đúng này. Còn ở đây câu đây này các em này. Còn cái câu D này, 3 x y tất cả mũ 2 nghĩa là ở đây chúng ta khai triển bỏ cái ngoặc ra nó sẽ thành là x mũ 2 y mũ 2 đấy các em. Nhưng mà cái này cũng không đồng dạng với cái này. Nhưng mà cái đáp án C là cái đáp án đúng. Các hiểu chưa? Thầy vừa làm vừa phân tích và vừa nhắc lại kiến thức cũ. Như vậy là các em rất là dễ nhớ, rất là dễ hiểu. Được chưa nào? Rồi, ta sẽ đi sang câu số 2. Đơn thức. Đây, có bậc. Như vậy bậc của đơn thức nghĩa là các em sẽ lấy. Đây này các em này. Thầy sẽ ghi cho rõ ra như này để cho em thấy này. Bậc của đơn thức nghĩa các em sẽ lấy các số mũ, các lũy thừa này chúng ta cộng lại. Đây người ta không ghi nghĩa là đây là bậc 1 này. Cái mũ 1 này nghĩa là 1 cộng 3 cộng 4 thì bằng 8. Như vậy nó chính là bậc 8. Như vậy đây chính là đáp án A. Vậy thôi. Hiểu không? Tiếp. Bậc của đa thức quy x ở đây là người ta hỏi là có bậc mấy. Như vậy các em đã, thầy đã dạy em đã hiểu rồi. Bậc của đa thức là các em sẽ lấy của bậc của đơn thức cao nhất.
Như vậy thì đây là mũ 3 này, mũ 4, mũ 1, mũ 0 này. Như vậy bậc của nó là ngay chỗ đây này. Bậc 4 này. Các em thấy chưa? Đây này, cái câu này thầy không có giải thích trên giấy mà thầy chỉ luôn trực tiếp đây, bậc 4 này. Như vậy đây câu B này. Chờ một số người bảo 5x mũ 3 này người ta ghi trước, bảo đây là bậc 3 ngay chỗ đây, cái chọn cái chỗ câu C này là sai biết. Mà ở đây các em phải để ý cái số mũ nào là cao nhất nha. Hiểu chưa? Kinh nghiệm làm bài là như thế. Câu số 4 nha. Giá trị x bằng 2 là nghiệm của đa thức, là nghiệm. Nghiệm nghĩa là gì? Khi chúng ta thế vào thì nó phải bằng mấy? Nó phải bằng 0. Nghĩa là gì? Ở đây chúng ta phải tính f của 2 này này. Mà nếu như mà bằng 0 á, thì chúng ta suy ra x bằng 2 này là nghiệm. Mà thế vào mà nó không bằng 0 thì nó không phải là nghiệm. Thầy thử này nha. Chúng ta thế 2 vào chỗ đây. Như vậy 2 cộng 2 bằng 4 thì chứng tỏ câu A này là không phải rồi. Câu B thì càng không phải nữa. Bình phương thì bằng 4, 4 cộng 2 bằng 6, không phải. Câu C em thấy này, 2 trừ 2, thấy không? Thế 2 trừ 2 thì sẽ bằng 0. Nghĩa là khi chúng ta thế F của 2 này vào thì nghĩa là 2 trừ 2 này sẽ bằng 0. Chứng tỏ x bằng 2 này chính là nghiệm. Chứng tỏ này chính là câu C này. Các em hiểu chưa nào? Còn cái này các em thế vào thì nó cũng không bằng 0. Chứng tỏ câu D này cũng sẽ không là nghiệm. Được chưa? Hiểu đúng không? Thầy đang bị cảm sổ mũi nhưng mà cũng phải cố gắng quay nha. Nghĩ lễ giỗ tổ Hùng Vương mà thầy không có đi chơi đâu. Ở nhà quay cho các em đây. Giờ học thêm thì cũng nghĩ thầy tranh thủ những ngày này thầy quay cho các em càng nhiều càng tốt. Kết quả của phép tính. Em thấy ở đây nè. Thầy sẽ làm cho em xem này. Như vậy thì đây chính là gì? Cộng trừ các cái đơn thức đồng dạng này. Các em thấy cái biến nó giống nhau. Thì gặp trường hợp này người ta đặt cái biến giống nhau ra ở trong còn lại hệ số này, âm 5 này. Ngay chỗ đây người ta không ghi thì cái hệ số của nó là số mấy? Ngay chỗ đây này, đó chính là số 1, phải không? Cộng 2, dễ đâu? Dễ như ăn cháo. Trừ 5 với trừ 1 là trừ 6. Trừ 6 cộng 2 nghĩa là nhân ở đây là trừ 4. Nhưng mà kết quả đây là âm 4, cái hệ số thì chúng ta phải ghi trước. Đó, đây mũ 5 này. Vậy thôi, như vậy thì đây chính là đáp án D đây. Thầy chưa nào. Ok. Rồi, ta đi sang câu số 6. Làm rẹt ha. Giá trị của biểu thức tại nè. Quá dễ hơn các em ha. Như vậy 3x mũ 2y cộng 3y mũ 2x tại x bằng âm 2 và y bằng âm 1, nghĩa là gì? Chỗ nào có x chúng ta thế vào bằng này. Chỗ nào có x kem thế bằng âm 2, chỗ nào có y chúng ta thế bằng âm 1, 3 này, nhân này. Nhớ có ngoặc này, bình phương này, nhân ở đây âm 1 này, đó, cộng 3 này. Âm 1 bình phương này, nhân ở đây âm 2 này, đó, thấy chưa nào? 3. Âm 2 bình phương là bằng 4 này, nhân âm 1 cứ để đây đi. Âm 1 bình phương là bằng 1, nhân ở đây âm 2. 3 nhân 4 là bằng 12, nhân cho âm 1 là bằng âm 12. Cộng 3 nhân 1 là 3, đây là âm 6. Như vậy kết quả ở đây sẽ bằng âm 10, 18. Thầy làm rõ ràng ra như vậy luôn để cho em chọn à. Như vậy thì kết quả ở đây là bằng âm 18. Đây, câu A, ok cũng dê. Ok, con TT chưa kết em. Rồi đây, cái bài làm này. Trắc nghiệm nhưng thầy sẽ làm theo kiểu tự luận để cho em hiểu và để em nắm chứ không phải chọn lùi ha. Nói mà để mà kiếm 3 điểm trắc nghiệm này đúng hết cũng chua các em chứ không phải giỡn đâu nha. Rồi ok, câu số 7. Thu gọn cái đa thức. Đây, x mũ 3y trừ 5xy mũ 3. Mở con mắt cho to ra để xem thực cái thằng nào đồng dạng với thằng nào nha, chứ ghi lùi là sai á. Như vậy các em thấy này, x mũ 3y, anh này thì gạch một gạch là đồng dạng này, anh này hai gạch đồng dạng này, thấy chưa? Như vậy b bằng này, hai đồng dạng thì cho nó vào một nhóm này. Hai này cho vào một nhóm này, thấy không? Hiểu không? Như vậy thì ở đây này, ngay đây là một, một cộng hai là mấy? Một cộng hai là ba. Ghi cái biến lại ha. Trừ 5 với trừ 5 thì trừ 10.
XY mũ 3, đây chính là kết quả của cục. Đó, như vậy thì đây chính là câu D. Hiểu ha? Rồi. Sang đi sang câu số 8. Số nào sau đây là nghiệm của đa thức? Thì cái phần này người ta hay cho tự luận lắm em. Để mà đa thức Fx này có nghiệm Ax này bằng 0, nghĩa là chúng ta sẽ suy ra đây là 2/3 x sẽ bằng 1, thay lỗi trừ 1 sẽ bằng 0. Đây là trừ 1 này, được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có là 2/3 x, chúng ta chuyển cái số 1 này qua đổi dấu, như vậy đây nó sẽ bằng 1. Như vậy chúng ta suy ra x này sẽ bằng 1 chia cho 2/3. Như vậy x này 1 chia nghĩa là nhân nghịch đảo là 3/2. Như vậy kết quả đây là 3/2. Xong. Rẹt 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 và nhanh, hấp dẫn lắm nghe mà. Làm học với thầy là như thế. Như vậy thì đây sẽ là 3/2. Câu B. Ok. Rồi. Số 9. Số 9 kia. Bộ 3 nào sau đây có thể là độ dài của 3 cạnh của một tam giác? Để theo cái bất đẳng thức tam giác chúng ta được học rồi. Theo bất đẳng thức của tam giác chúng ta học á, thì một cạnh, ví dụ cạnh AB không? Thì nó sẽ gì? Nhỏ hơn là tổng là AC cộng với BC, và nó sẽ lớn hơn là AC trừ cho BC. Chúng ta cứ căn cứ ở đây để chúng ta chọn cái bộ 3 ha. Bây giờ thầy thử nghiệm này, câu A này. Bây giờ thầy lấy bất kỳ một cạnh đi, cạnh số 3 này ha. Cạnh 3 này, ở đây là hai cạnh còn lại là 5/2. Như vậy thì 5 cộng 2, bây giờ 5 trừ 2, như vậy 5 trừ 2 bằng 3, đây là bằng 7. Thì cái đoạn này là được này, nhưng mà cái đoạn 3 lớn hơn 3 thì sai, chứng tỏ câu này không chọn. B. Câu B là 3/7 này lại càng không được nữa rồi. Các em cứ thử nghiệm theo cách của thầy là các em sẽ hiểu tại sao nó không được. Ví dụ 3/2/7 thì ví dụ lấy số 3 đi. Đây, ví dụ 7 trừ 2, 7 trừ 2 này bằng 5 thì 3 đâu có thể lớn hơn 5 được ha. Tương tự C lại càng không được, 2/3/6 cũng không được. Tại 2/3/5 không được rồi mà. Giờ 2/6/7 nè. Giờ thầy lấy một cạnh 6 đi. Coi thử nha. 7 cộng 2, đây 7 trừ 2, có đúng không? Đây 5 này, 6 này, cái này là 9 này, đúng. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn là câu D. Nó có cái lý do và giải thích như vậy, nghĩa là ở đây, hay là các em không tin thì lấy số 2 này coi. Đây này, thầy sẽ lấy số 2 này. Quý vị, số 2 ở đây, 7 cộng 6 nè. Đây các em lấy 7 trừ 6, nhưng mà cái này là bằng 1, 2 và đây 13, cũng đúng. Thấy thỏa mãn chưa? Khi nó thỏa mãn là tất cả các cạnh khi ráp vào là đều thỏa mãn hết các em. Hiểu chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu 11. À, thầy thương lỗi, câu số 10. Câu số 10 các em. Cái câu số 9 đấy chúng ta không biết là chúng ta chọn lùi là sai ngay á. Độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 3, 4 thì độ dài cạnh huyền. Đây, ta nhìn này. Ở đây chắc chắn ta sẽ áp dụng định lý Pythagore này. Cái cạnh này là cạnh huyền này. Ví dụ A, B, C. B, C là cạnh huyền, là cạnh cần tính này. Ví dụ đây 3, cạnh đây 4 này. Thì theo định lý Pythagore ta có là B bình phương cạnh huyền này, bình phương cạnh huyền vuông tại A này. Ta có AB bình phương cộng cho gì? AC bình phương. Như vậy BC bình phương ta thế vô AB bình phương là 3 bình phương cộng 4 bình phương. Thì BC bình phương sẽ bằng là 9 cộng cho 16 thì đây bằng 25. Thì suy ra BC này người ta lấy giá trị dương nghĩa là bằng 5. Như vậy cạnh huyền của nó sẽ là bằng 5. Như vậy đây chúng ta sẽ chọn là câu C. Các em hiểu không? Rất là dễ hiểu đúng không? Rồi chúng ta sẽ đi sang câu 11. Ok chưa? Tam giác có một góc bằng 60 độ thêm điều kiện gì trở thành đây tam giác đều. Tam giác đều là tam giác có gì? Có ba góc bằng nhau và ba cạnh phải bằng nhau. Các em hiểu không? Đó. Như vậy thì ở đây trong khi đó nó đã là có một góc 60 độ rồi, ví dụ 60 độ đây thì chúng ta chỉ cần có gì? Hai cạnh bằng nhau nữa là ok.
Được chưa nào? Như vậy thì ở đây đây câu A nha, được chưa nào? Hai tạm bằng nhau đó là nó sẽ trở thành tam giác đều nhé. Ta đi sang câu 12 nha. Nếu AM là đường trung tuyến này và G là trọng tâm của tam giác thì như vậy đây này, ABC đây, đường trung tuyến nghĩa là gì? Là đường mà đi qua trung điểm M ở đây. Như vậy G là trọng tâm, nghĩa là G là giao điểm của ba đường hoặc hai đường trung tuyến. Như vậy G ở đây thì cái đoạn này sẽ là hai phần này và đoạn này sẽ là một phần này. Tổng cái đoạn này sẽ là ba phần này. Cái đoạn AG sẽ là ba phần này. Thay lỗi AM là ba phần nhé. AM là ba phần. Thì cái đoạn AG này sẽ là hai phần và cái đoạn này sẽ là một phần. Đó, thì khi đó AG sẽ bằng 2/3 lần AM. Các em hiểu chưa nào? Đây là theo tính chất của đường trung tuyến là như thế. Như vậy thì đây chúng ta sẽ chọn câu B. Rất là dễ hiểu, đúng không? Rồi, thầy sẽ quay lại một lần nữa để em xem tổng quát. Nhìn, tại vì trong màn hình nó lại khác em. Các em phải có cái nhìn gọi là tổng quát để chúng ta làm. Trong quá trình làm thì thầy sẽ làm lần lượt từng câu, còn bây giờ các em nhìn một cách tổng quát ha. Nếu muốn ghi chép gì đó thì bấm dừng lại nha, chứ nói để ghi theo thì không kịp đâu các em. Rồi bây giờ thầy sẽ quay một lần nữa cho các em ở cái phần tự luận để các em tự làm. Rồi clip ngày mai thầy sẽ up cho các em phần tự luận để các em xem nhé. Trong quá trình học thì nhớ like, comment tích cực và đăng ký vào kênh, nhấn vào cái chuông các em nhé. Thầy cũng chẳng có cái gì ngoài tấm lòng cực kỳ nhiệt tình đối với em và luôn luôn gọi là thương các em, thì thầy cũng sẽ cố gắng hết sức để mà tạo ra những cái video, những bài giảng hay giúp cho các em học càng ngày càng tốt hơn. Ok, bye bye các em nha. Rồi xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho em ở cái phần trắc nghiệm rồi đúng không nào, gồm có 3 điểm. Trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái phần tự luận là 7 điểm, gồm có 3 câu. Thì hôm trước thầy yêu cầu các em là chúng ta nên giải trước, sau đó chúng ta đối chiếu với cái video để chúng ta so sánh về kết quả cũng như cách trình bày để mà làm như nào đó chúng ta đạt được cái số điểm gọi là tối đa ha, là 10 điểm đó. Còn nếu không thì được 9 điểm trở lên thì rất là ok. Ok, để cho nào. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Ta bắt đầu làm câu 1. Câu 1 thông thường ở trong cái đề học kỳ 2 nha. Thầy điểm qua tất cả các đề thì đề nào gần như cũng có một cái bài về thống kê, nên là chúng ta hết sức lưu ý. Chúng ta phải ôm cho nó đầy đủ các dạng. Đại thì nói chung không vấn đề gì, nhưng quan trọng môn toán hình này các em nha. Đề bài sau em, điểm thi đua trong các tháng của lớp 7A trong năm học được liệt kê trong bảng sau. Tháng này, 9 cho tới tháng 5. Điểm này. Đây. Dấu hiệu là gì? Thì dấu hiệu là gì thì các em nhìn ở trên đề bài đã có sẵn cái dấu hiệu này. Như vậy dấu hiệu ở đây đó chính là gì? Đó chính là cái điểm thi đua trong các tháng của lớp 7A trong năm học. Đây chính là dấu hiệu này. Cái đoạn này đó chính là câu A là dấu hiệu. Các em ghi vào. Các em hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có câu A này. Dấu hiệu điều tra. Cái bàn nó rung vậy các em. Thầy ghi cảm giác cứ nó rung rung rung. Vào video sợ nó bị giật các em. Dấu hiệu điều tra là đó chính là gì? Các em ghi giùm thầy câu này là điểm thi đua trong các tháng của lớp 7A trong cái năm học. Thế nào? Câu B, lập bảng tần số tìm mốt của dấu hiệu. Như vậy ở đây nó có hai ý. Ý thứ nhất là chúng ta phải đi tìm bảng cái lập cái bảng tần số, và ý thứ hai là chúng ta đi tìm mốt của dấu hiệu. Mốt là M0 các em. Như vậy bảng tần số này, chúng ta giờ phải lấy cái thước nha. Đây nha.
Để lập bảng tần số thì chúng ta sẽ kể cái bảng ra. Kể cái bảng thì trong đó thì một dòng, dòng ở trên đây là các giá trị khác nhau, và cái đây chính là tần số xuất hiện của nó là bao nhiêu lần thì chúng ta đếm ha. Bây giờ chúng ta xem là 80, 90, 70. Như vậy nó chỉ có mấy giá trị khác nhau, ba giá trị khác nhau, đó chính là 70, 80 và 90 ha. Và ở đây là chính là n. Ok, ta đếm nha. Giá trị 70, 1, 2, ta ghi đây là hai lần xuất hiện ha. 80 ta đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5. 90, 1, 2, đúng chưa nào? Như vậy thì n lớn ta đây là bằng 9. Ok, tìm mod của dấu hiệu. Mod của dấu hiệu ở đây là chúng ta sẽ lấy cái giá trị mà có tần số lớn nhất. Nhưng mà cái giá trị mà có tần số lớn nhất đó chính là 80, tại vì có tần số đây là 5 là lớn nhất này. Như vậy mod ở đây, như vậy thì ở đây là kem ghi ký hiệu M0 là bằng 80 nha. Tại sao thầy lấy được 80? Đó chính là chúng ta căn cứ vào tần số, tần số của nó lớn nhất là chúng ta sẽ lấy, đó chính là mod. Tính điểm trung bình thi đua của lớp 7A. Như vậy câu C này chúng ta nên sử dụng công thức nha, được chưa nào? Điểm trung bình của lớp, điểm trung bình thi đua, các em bổ sung thầy ở chỗ đây có câu thi đua này nhé, của lớp 7A là như vậy. X trung bình của chúng ta ở đây này, các em sẽ lấy cái giá trị khác nhau nhân tần số, sau đó cộng tổng lại ha. Lấy 70 nhân 2, 80 nhân 5, cộng 90 nhân 2. Ở đây chúng ta sẽ chia cho bao nhiêu? Chia cho n lớn, đó chính là 9 ha. Cộng lại là bằng 9 ha. Bằng, vậy thì chúng ta dùng máy tính ta bấm nha. 70 nhân 2 cộng 80 nhân 5 cộng 90 nhân 2 bằng chia cho 9. Như vậy điểm trung bình nó là 80 chẳng luôn. Rồi, được chưa? Ok. Bài số 1 chiếm 1 điểm rưỡi. Được chưa? Ta đi sang bài số 2 nhé. Rồi. Ta đi sang câu số 2 nha. Cho hai cái đa thức BX và QX, thu gọn hai đa thức BX và QX. Như vậy thì thu gọn thì nghĩa là chúng ta sẽ nhóm các đơn thức đồng dạng lại thành một nhóm để chúng ta thu gọn ha. Bây giờ thầy sẽ làm câu A này, thu gọn hai đơn thức BX và QX. Bây giờ thầy làm BX trước. Bây giờ em để ý này, mũ 3, mũ 2, mũ 1, mũ 0, mũ 1, như vậy chỉ có hai anh đây này là chưa thu gọn thôi, tất cả là đã thu gọn rồi ha. Nên 4x mũ 3 ghi lại này, cộng x mũ 2 này ha, cộng này. Tại sao ngay đây trừ mà thầy chỗ đây ghi cộng? Tại vì cái trừ 3x này thầy cho vào ngoặc, cộng x này thầy cho vào ngoặc, cộng 7 riêng ở đây, có được chưa? Như vậy BX ở đây 4x mũ 3 cộng x mũ 2 trừ 3 cộng 1. Ngay chỗ đây người ta không ghi, nghĩa là hệ số là 1, trừ 3 cộng 1 là bằng âm 2x cộng 7, xong, có được chưa? Bây giờ thầy sẽ thu gọn tới QX. Giống như này, 3 1 1 2 0 0, như vậy có này, đồng dạng này, hai gạch này, đồng dạng với hai gạch đó. Như vậy anh này và anh này là một nhóm, còn anh này với anh này là một nhóm, hiểu chưa? Thầy sử dụng anh này cho nó nhanh nhá, miễn sao thầy nói sao mà các em hiểu là được. Có đố nè. Cái trừ x bình phương thầy ghi ở đây, 2x cộng 2x cộng này trừ 1 với trừ 2
Có đúng chưa? Trừ 4 x mũ 3 trừ x mũ 2, 2 cộng 2 là thành cộng 4 x, trừ 1 trừ 2 là thành trừ 3. Ok, rồi đó. Giờ đi sang câu B. Câu B thì người ta yêu cầu là tìm cái đa thức MX. Lấy hai cái đa thức này sau khi đã thu gọn và sắp xếp xong thì chúng ta sẽ cộng, còn NX là trừ ha. Bây giờ thầy sẽ làm theo cột dọc. Nó có hai cách trình bày em. Cách thứ nhất là các em sẽ làm theo kiểu hàng ngang. Các em hiểu nè, hàng ngang. Cái cách thứ hai là thầy sẽ đặt theo cột dọc. Mà thầy lại thích đặt theo cột dọc nha. Bây giờ thầy sẽ tính MX sẽ bằng BX cộng QX. Bây giờ thầy sẽ đặt cái BX trước, 4X mũ 3. Các em để ý này, mũ 3, mũ 2, mũ 1, mũ 0 nghĩa là nó liền. Thì chúng ta phải đặt nó liền luôn, chứ không có chừa trống cái khoảng nào hết. Các em hiểu chưa nào? Đó. Ở đây mũ 3, mũ 2, mũ 1, mũ 0 cũng liền luôn ha. Trừ 4X mũ 3 trừ X mũ 2 cộng 4X trừ 3. Ở đây là cộng. Rồi. Thầy thích làm cái cách này hơn em. Không sai đâu em, cách trình bày có hai cách trình bày mà, cách nào cũng vậy theo các em. Ok, như vậy thì ở đây chính là gì? MX bằng hai đây cộng lại, mà các em thấy đây trừ mà đây cộng này, đây là hai số đối, chứng tỏ này là bằng không này. Tương tự như vậy, đây cộng đây trừ thì đây bằng không rồi. Trừ 2 cộng 4 nghĩa là 4 trừ 2 thì bằng, đây là 2x. 7 trừ 3 thì còn 4. Như vậy kết quả của chúng ta đây là 2x. Đấy, 7 trừ 3 thì cộng 4 nhé. Mày hồn sai ha. Bây giờ thầy sẽ tính NX sẽ bằng BX trừ cho QX. Thì thầy cũng đặt, nhưng mà chỗ đây thì thầy sẽ thế với dấu gì? Dấu trừ X mũ 3. Dấu trừ thì có việc hơi khó hơn một chút em, tại vì phải đổi dấu. Đây là dấu trừ này. Đó. Làm như này thầy nghĩ nó dễ hiểu hơn, và nó lại tiết kiệm được thời gian. Các em nhìn nè, 4 trừ với trừ nè, trừ với trừ thành cộng, nghĩa là 4 cộng 4 là thành 8x mũ 3. Còn bạn nào không rành được cái chỗ đây thì các em vào clip của cái bài chúng ta xem lại nha. 1 trừ với trừ, trừ trừ thành cộng, 1 cộng 1 là bằng 2x mũ 3. Trừ 2 trừ với cộng, trừ với cộng thành trừ, nghĩa là trừ 2 trừ 4 trở thành là trừ 6x. 7 trừ với trừ, trừ trừ thành cộng, nghĩa là 7 cộng 3 là bằng 10. Xong. Nó rất là nhanh như vậy em. Và cái độ chính xác của nó rất là cao. Các em làm điều này cái độ chính xác rất cao. Các em nhìn vô các em sẽ phát hiện được ngay, à người ta sai chỗ nào ngay à. Cho các em làm theo kiểu hàng ngang kia thì nó vẫn đúng, nhưng mà nó hơi rườm rà một chút. Thầy nghĩ thế. Ở đây người ta yêu cầu gì? Tìm nghiệm của đa thức MX. Như vậy MX chúng ta đây, để mà tìm nghiệm của cái đa thức MX này thì các em sẽ cho MX này bằng số mấy? Bằng số 0, nghĩa là các em sẽ cho 2X cộng 4 này bằng 0 thì chúng ta sẽ tìm được X. Các em hiểu nào? Câu C này. Như vậy thì để cái đa thức MX có nghiệm khi cái đa thức MX này bằng 0. Được chưa nào? Tương đương nghĩa là gì? Các em 2X cộng 4 này sẽ bằng 0. Được chưa? Nên ta chuyển vế đổi dấu. Một số bạn comment hỏi rất là vô duyên em, bảo tại sao phải chuyển qua đây và đổi dấu. Tại vì theo quy tắc chuyển vế đổi dấu, chúng ta được học lớp 6 rồi, cộng 4 thì thầy chuyển qua đây thành trừ 4. Mục đích để chuyển trừ 4 ra làm gì? Để đi tìm x. Theo công thức là A nhân x bằng b đấy, thì x bằng b chia A. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra x này sẽ bằng trừ 4 chia 2. Như vậy x này sẽ bằng âm 2. Được chưa nào? Vậy x bằng âm 2 là nghiệm
của đa thức mx, được chưa? Ok, ta nhìn lại bài số 2. Người ta hỏi gì mình làm đúng cái trình tự người ta là ok nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bài số 3, là bài về tổ hình. Rồi, ta đi sang bài số 3, 93 điểm rưỡi ha. Là một bài tổ hình. Thông thường thì thầy thấy đại á, là chúng ta làm được hết á. Mà tổ hình á, là gần như không làm được. Và sợ tổ hình nha. Và bắt đầu sợ từ năm học kỳ 2 của năm lớp 7 thì nó kéo lên lớp 8, lớp 9 rồi. Nên chúng ta đừng có sợ nó, mà chúng ta phải đương đầu với nó, đối mặt với nó. Tại vì năm lớp 8, lớp 9 môn tổ hình rất là khó nha, cực kỳ khó luôn. Khó gấp mấy lần của năm học lớp 7, thầy nói thật sự là như thế. Nhưng mà nó dựa vào kiến thức học kỳ 2 của cái năm lớp 7 tổ hình này để nó phát triển thêm. Như vậy thì bạn nào mà đã và đang yếu hình thì chúng ta phải cố gắng hết sức nha. Cho ABC có AB, AC, BC chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A. Thì nghe thầy nói một xíu nè. Để chứng tỏ cái tam giác ABC, nghĩa là để chứng tỏ một cái tam giác nào đó mà là tam giác vuông, thì chúng ta phải sử dụng định lý Pythagore đảo. Tại vì Pythagore chúng ta học rồi. Nếu mà định lý Pythagore trong một tam giác vuông ha, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, thì định lý Pythagore đảo ngược lại. Nếu chúng ta chứng minh được một cái tam giác nào đó mà có bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, thì chúng ta suy ra cái tam giác đó chính là tam giác vuông. Các em hiểu ý thầy nói thế nào? Như vậy cái bài này á, chúng ta sẽ áp dụng cái định lý Pythagore đảo, nghĩa là như thế. Như vậy này, cái kinh nghiệm làm bài dạng này này, chúng ta sẽ thấy số 6, 8, 10, thì các em thấy số 10 này này là lớn nhất, chứng tỏ thầy sẽ nhắm anh đây là cạnh huyền rồi này. Thì bây giờ thầy sẽ bình phương BC này, bình phương AC và bình phương AB. Sau đó nếu như thầy cộng AB bình phương cộng AC bình phương mà bằng BC bình phương, thì BC bình phương này chính là cạnh huyền và hai anh đây sẽ là hai cạnh góc vuông. Nên cái chứng tỏ cái tam giác này sẽ vuông tại A. Thì B khi vuông tại A thì chứng tỏ BC mới là cạnh huyền. Các em hiểu chưa? Tại sao thầy giảng môn tổ hình đã kỹ như vậy? Để là khi chúng ta gặp những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ có cái cái bài này thầy đã bày rồi nè, chúng ta phải làm như thế nào ha. Các hiểu nè. Rồi bây giờ thầy sẽ tính BC bình phương nha, là 10 bình phương bằng này, AC bình phương là 8 bình phương bằng này, AB bình phương thì bằng 6 bình phương bằng 10 bình phương thì bằng 100, 8864 6636 ha. Có đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây ta có BC bình phương thì có phải là nó bằng là gì các em? AC bình phương cộng cho AB bình phương. Ở đây chúng ta có thể mở một đơn ra là hủy 100 thì bằng 64 cộng cho 30 16, để cho người ta thấy như vậy. Ok. Nên từ đây chúng ta theo định lý thì có đảo Pythagore đảo, chúng ta suy ra cái tam giác ABC vuông tại A. Xong, ta có câu B. Ok, hiểu không? Rồi, về đây nữa các em. Bây giờ, vẽ cái tia phân giác BM của góc B, M thuộc AC. Hay là từ M vẽ MN vuông góc với BC, N thuộc BC, chứng minh MA bằng MN. Bây giờ thầy sẽ tiến hành vẽ hình cho các em xem nha. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái tam giác ABC vuông tại A trước. Được chưa? Tam giác vuông thì game có thể vẽ đứng như này hay là vẽ như này cũng được. Cách nào cũng vậy thôi em. Rồi, nhìn ở đây nha. Cái câu A xong cho thầy gấp lại để
Thì em dễ nhìn nhận, tí nữa thầy mở ra cho em xem. Tại vì để như thế thì không có thấy cái đề được để mà vẽ cho em thấy ha. Vẽ tia phân giác BM. BM là tia phân giác, chứng tỏ nó sẽ chia cái góc này thành hai góc nhỏ bằng nhau. Khi đó M sẽ thuộc AC. Thì vẽ tia phân giác chúng ta phải ký hiệu hai góc này bằng nhau ha. Từ M vẽ MN vuông góc với BC, N thuộc BC. Đó nào. Như vậy thì đây, đúng chưa? N thuộc BC, chứng tỏ N nằm ở đây. Đó. Có đúng chưa nào? Như vậy chỗ đây sẽ là vuông góc này. Như vậy đây chính là N. Ok. Chứng minh MA sẽ bằng MN, nghĩa là chứng minh hai cạnh này bằng nhau. Nhìn cái hình này và sau khi thầy ký hiệu thì chắc chắn ai cũng thấy được cái việc chứng minh hai này rất dễ dàng. Nghĩa là bằng cách chúng ta sẽ xét hai tam giác này, hai góc nhọn này bằng nhau này, và cạnh BM là cạnh huyền chung này. Tại vì vuông ở đây và vuông ở đây, vuông tại A và vuông tại N thì chứng tỏ BM này sẽ là cạnh huyền chung cho hai tam giác này. Và đồng thời vì cái tia BM này là tia phân giác, chứng tỏ hai cái góc nhọn này sẽ bằng nhau. Nghĩa là cái góc ABM và bằng NBM, coi như hai tam giác này bằng nhau, nên ta suy ra được MA sẽ bằng MN. Hiểu chưa? Rồi. Vậy thôi, các em hiểu không? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, ta sẽ xét cái tam giác ABM và cái tam giác gì các em? NBM có gì? Có gốc là BAM sẽ bằng là gì các em? BN M bằng 90 độ để thể hiện là vuông. Hay là có gốc ABM sẽ bằng cái gốc gì? NBM. Ở đây ta có thể một đơn là vị BM là tia phân giác của cái góc B. Đấy, ha. BM là cạnh huyền chung. Đó. Nên chúng ta do đó cái tam giác ABM sẽ bằng với tam giác NBM. Theo trường hợp ở đây ta phải ghi rõ ra là cạnh huyền góc nhọn, được chưa? Nên từ đó chúng ta sẽ suy ra cái cạnh MA sẽ bằng cạnh MN. Này là hai cạnh tương ứng. Điều phải chứng minh xong. Ta sang câu C. Hiểu nè. Thông thường là chứng minh góc bằng nhau hoặc là cặp cạnh bằng nhau thì chúng ta sẽ xét tam giác, được chưa? Rồi chúng ta đi sang câu câu C nha. Tia NM tia NM nghĩa là góc tia là N. Như vậy tia NM nghĩa là cái này kéo lên, nó cắt cái tia BA tại B, chứng tỏ cắt ở trên đây. Đây này, các ở đây là tại B này nha. Chứng minh cái tam giác AMB bằng cái tam giác A NMC. Đây chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Đó nè. Đó, như vậy thì ở đây chắc chắn chúng ta phải cũng phải xét hai tam giác này. Được chưa? Như vậy thì đây ta có là gì? Bạn đã biết hồi nãy cái cạnh này này bằng cạnh này, góc này bằng góc này, góc này với góc này như nào? Đối đỉnh. Đối đỉnh. Có đúng chưa nào?
nên hai tam giác này sẽ bằng nhau, nên chúng ta sẽ như vậy chúng ta đã chứng minh được hai cái tam giác này bằng nhau rồi này. À, ở đây người ta còn yêu cầu thêm một cái nữa này. Thôi bây giờ làm tới đâu thầy ghi tới đấy, bây giờ thầy sẽ chứng minh hai tam giác này bằng nhau trước. Các em thấy nè, góc này bằng góc này bằng 90 độ, góc này hai góc này đối đỉnh, hai cạnh này chúng ta vừa mới chứng minh ở câu B thì chúng ta suy ra được hai tam giác này bằng nhau. Được chưa? Rồi câu C. Ta nhìn ở trên hình nha. À, đầu tiên chúng ta sẽ xét cái tam giác nè. Ta xét tam giác thì em AMB và cái tam giác gì em NMC có. Như vậy chúng ta có là cái góc là gì đây? MAB sẽ bằng cái góc MNC sẽ bằng 90 độ. Cái cạnh MA sẽ bằng cạnh MN theo câu B. Để cho nào? Cái góc AMB sẽ bằng cái góc NMC đối đỉnh. Nên chúng ta sẽ suy ra do đó cái tam giác AMB sẽ bằng với cái tam giác NMC theo trường hợp là góc cạnh góc đều phải chứng minh. Được chưa? Bây giờ người ta yêu cầu người ta một ý nữa các em. Đó là gì? Đó là người ta yêu cầu các em chứng minh MB đây lớn hơn gì MN, thấy chưa nào? Các em hiểu nè, các em nhìn đây thầy hướng dẫn này. Để chứng minh được MB mà lớn hơn MN, không phải bảo là tôi nhìn vào trong hình tôi thấy nó lớn hơn thì nó sẽ lớn hơn, không phải như thế đâu. Mà ở đây các em thấy này, hồi nãy các em đã chứng minh hai tam giác này bằng nhau, chứng tỏ cạnh này này thì bằng cái cạnh này, nghĩa là cạnh MB sẽ bằng cạnh MC. Mà các em thấy trong cái tam giác MNC thì MC là cạnh huyền, chứng tỏ MC này sẽ lớn hơn cạnh MN. Mà trong khi đó MC lại bằng MB, nên chúng ta suy ra MB này sẽ lớn hơn MN. Xong. Các em hiểu nè, nghĩa là hai cái cạnh này bằng nhau mà cạnh này lớn hơn cạnh này, chứng tỏ cạnh này sẽ lớn hơn cạnh này. Đó. Hiểu chưa? Rồi, chúng ta có này. Chứng minh ở đây chúng ta chứng minh cái cạnh MB lớn hơn cạnh MN như sau này. Ta có cái tam giác AMB bằng với tam giác NMC. Đó nè. Từ đây chúng ta sẽ suy ra MB thì lại bằng gì? Bằng MC. Ta ký hiệu đây là 1. Có được chứ nào? Trong cái tam giác MNC vuông tại đâu? Tại N. Thì người ta suy ra, nhìn em, MC là cạnh huyền, nó sẽ lớn hơn MN là cạnh góc vuông. Đây là 2. Từ 1 và 2 chúng ta suy ra MB sẽ lớn hơn MN, đều phải chứng minh. Xong. Các em hiểu chưa? Nó chỉ ngắn gọn đơn giản như thế thôi. Đây, cái đề tổng hình này. Đó, thầy làm nó đúng vừa một trang gấp đôi giấy A4 nè các em. Câu A, câu B, nghĩa là cả câu A, câu B, câu C, cái hình vẽ là trên cái hình câu ở phần B đây. Thầy vẽ một hình như thế thôi. Được chưa? Ok. Rồi, clip hôm nay tới đây là kết thúc. Rồi, thầy cố gắng sẽ quay cho các em 1 đến 2 đề nữa để các em tham khảo nha. Cảm ơn các em đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha. Bye bye.